Thưa quý vị, ngày 26 tháng 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất các thủ tục tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị cưỡng bức lao động tại Campuchia, được các lực lượng nước bạn giải cứu và bàn giao. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành tra soát, thu thập thông tin bước đầu, xác định 28 công dân có giấy tờ, hộ chiếu hợp pháp làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới và 5 trường hợp không có giấy tờ hợp pháp. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7, tại tòa nhà 6 tầng thuộc khu Casino Robot, có nhiều công nhân làm việc trong tòa nhà đã la lớn, đập cửa kính cầu cứu lực lượng chức năng Campuchia để đưa ra ngoài. Ngay khi có thông tin vụ việc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài theo dõi tình hình và trao đổi với lực lượng chức năng Campuchia về diễn biến vụ việc, đồng thời thông báo đến Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia để thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân.